Xin chào Việt Nam, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn các cách để insert dữ liệu lập trình quá nhanh, học nhanh để đánh chơi. Đầu tiên là insert không dùng câu query, chúng ta sẽ chuột phải vào bảng chọn edit top 200 row, chúng ta thêm mình chẳng thôi, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, chừng nào các bạn để là luôn được thì chúng ta có thể bỏ qua được. Sau đây chúng ta sẽ xuống dòng mới. Như vậy là dữ liệu của chúng ta đã in vào thành công. Chúng ta sẽ thử select lại. Để các bạn thấy là chúng ta đã insert được vào dữ liệu thành công. Cách 2, chúng ta sẽ dùng query. Chúng ta sẽ nhấn vào new query. Tiếp đến chúng ta sẽ dùng câu lệnh như sau: insert into. Tiếp đến là tên của bảng. Đến là value. Ở đây chúng ta đang dùng câu lệnh insert tất cả các cột, vì thế chúng ta phải nhập đầy đủ dữ liệu. Chúng ta chỉ nhập mã khách hàng không thôi như thế này thì hệ thống sẽ báo lỗi ngay. Chúng ta cần phải nhập đầy đủ và thứ tự của các cột thì đúng với thứ tự hiển thị ở đây. Mã khách hàng này, sau đấy sẽ là tên khách hàng. Các bạn nhớ nhé là chúng ta phải nhập chuỗi string trong dấu một nháy như thế này. Và nếu các bạn muốn nhập tiếng Việt thì bật Việt key lên, có tiếng Việt ở đây. Và trước đấy mở chúng ta sẽ thêm chữ N hoa. Vậy là chúng ta sẽ insert được. Chờ dữ liệu nào các bạn không nhập thì các bạn viết chữ null vào đây. Ta sẽ cho lại cho 5 cột lại luôn. Chúng ta sẽ có 5 cái nút ở đây. Tôi sẽ copy 2, 3, 4, 5. Và chúng ta sẽ cùng F5 trả dữ liệu. Như vậy là chúng ta đã in được một dòng. Chúng ta cùng select lại dữ liệu để kiểm tra. Như vậy là chúng ta cũng đã insert bằng câu lệnh thành công. Tiếp đến là câu lệnh chỉ rõ từng cột. Ví dụ như chúng ta chỉ cần lưu mã khách hàng và tên khách hàng thì chúng ta sẽ viết như sau: insert into khách hàng mở ngoặc tên các cột mã khách hàng tên khách hàng. Tiếp đến sẽ là value. Ở đây chúng ta chỉ rõ tên cột nên chúng ta chỉ cần khai báo hai cột ở đây. Chúng ta sẽ lưu là thị B. Chúng ta sẽ thử test với trường hợp chúng ta không có chữ N đầu tiên. Q. Chúng ta đã insert thành công. Chúng ta cùng sẽ lấy lại. Đây, như các bạn thấy là chúng ta không thêm chữ N đằng trước sẽ lỗi khi insert dữ liệu. Tiếp đến một câu lệnh nữa mà có thể ít bạn biết, đấy là lệnh insert into select. Các bạn có thể thấy nhé, chúng ta sẽ select sale from khách hàng 3. Khách hàng 3 của chúng ta không có dữ liệu. Chúng ta sẽ insert toàn bộ. Select sale from khách hàng. Như thế này chúng ta sẽ in cả 7 dòng. Tôi chỉ muốn lấy một khách hàng đầu tiên thì chúng ta sẽ thêm điều kiện. Và mã khách hàng. Bé hơn hoặc bằng 4. Chúng ta sẽ EQ. Như vậy là chúng ta đã insert được 4 dòng. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại. Như vậy là chúng ta đã dùng câu lệnh insert into select thành công. Và bài học của chúng ta đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo trong khóa học. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video.
Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.